tức bùng quay HNT Store. Xin chào các anh chị, trên tay em đây là một sản phẩm khuyến mại khá là mới lạ trong tháng 4 này luôn. Và đây là thùng đựng gạo, thì ở mặt sau là có hướng dẫn chi tiết cách lắp ráp. Và bây giờ hãy cùng với em đặt chiếc hộp đựng gạo này nha. Hộp này sẽ đựng tối đa được 5kg gạo. Và đây là các bộ phận lắp ráp. Thì đầu tiên là hộp đựng gạo, kế tiếp với một số sản phẩm lắp ráp theo kèm. Và bộ phận cuối cùng thì không thể thiếu là một chiếc đế. Thì chiếc đế này bên trong cũng sẽ có hướng dẫn cách lắp ráp rất là dễ hiểu luôn. Thì trước tiên ha, mình sẽ lấy cái bộ phận màu trắng lắp vào hai bên mép, sau đó là muỗng xúc gạo và mình đẩy vào. Như vậy là mình đã xong ở phần đế. Sau đó thì mình sẽ tới phần đầu, mình sẽ lấy một cái miếng nhỏ còn lại lắp vào chỗ để rớt gạo ra ha. Việc của mình bây giờ là chỉ cần đẩy vào là mình đã có một chiếc thùng gạo hoàn chỉnh rồi đó. Khúc này hãy nhìn vào tay em thì thiết kế lõi hai bên hông của thùng gạo giúp an toàn cầm nắm bằng hai bàn tay khi thùng gạo chứa đầy. Đây đây, sẽ tới công đoạn thú vị nhất là bỏ gạo. Thì gạo của em ở đây là tầm 2kg. Và cũng đừng quên là tất cả các sản phẩm của Tupperware ở đây đều được làm với chất liệu nhựa nguyên sinh, rất an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm. Và khi lấy gạo thì lại không hề rơi vãi ra ngoài. Một phần gạo được lấy ra thì sẽ bằng với lượng một người ăn. Ví dụ như nhà các anh chị có 4 người thì mình sẽ lấy 4 phần gạo này. Và khay lấy gạo cũng được thiết kế tinh tế, giúp dễ dàng lấy gạo bằng một tay. Nguyên lý là lấy gạo tuần hoàn, vào trước thì ra trước, giúp gạo luôn trong thùng tươi mới. Đây thì chỉ là thùng gạo 5kg, thì đợt trước mà anh chị nào á, mình đã có mua thùng gạo 10kg rồi, thì mình có thể thử sang thùng gạo 5kg này, để mình có thể đựng gạo lứt nè, hay là đậu nè chẳng hạn. Nhiều người đã sở hữu rồi, vậy bạn đã sở hữu chưa? Hãy nhanh tay nhắn tin cho cửa hàng Tupperware HNT Store để nhận được nhiều ưu đãi hơn nữa.